Mời các bạn nghe tiếp phần 8 câu chuyện của nàng thê, chuyện dài của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Giọng đọc tác giả Tôi đã biết chỗ trồng rau mà lưới sông nói đến hôm qua nên tranh thủ ra hái rau. Vườn rau trên bãi phủ sa nổi nên xanh dờn. Tôi khá thích thú với vườn rau này. Có mấy loại rau như muống, lang và mấy cây cà chua đang bói quả nhỏ xíu tôi dùng cái nón mê mà thủy mạc đưa cho đội để làm cái múc nước sông lên tưới cây cái nón khá dày nên tôi múc được khá nhiều nước tưới từ vườn rau này tôi có thể nhìn thấy gã trai đang mải mít chống thuyền đưa khách sang sông con sông cũng không lớn lắm đủ cho nhìn sang bờ bên kia chỉ thấy bóng người đi lốp xốp như những bụi nấm di động tôi cũng không nhìn thấy thủy mạc đâu cô bé đã chạy đi đâu nhỉ tôi chưa hỏi cô ở đâu trong cái góc làng kia và vì sao mà hai anh em lại ở hai nơi vì sao gã trai lại ở trong cái lều bên bến sông này tôi ôm một bó rau về lều nhìn quanh để tìm đồ nấu bếp lúc sau lửa đã nổi lên những khúc củi khô cháy lách tách lửa reo trong bếp nổi cơm sôi lục bục. Tôi loay hoay một lúc thì cũng làm xong được bữa cơm rau đạm bạc. Một con cá nhảy đành đạch trước mắt tôi. Tôi giật nảy mình, bật đứng dậy. Gã trai đang đứng cải mũ ở cửa lều. Mặt tôi méo sạch, nhưng tôi không thể gắt gỏng. Con cá vẫn dương con mắt lồi nhìn tôi, như vừa cầu cứu, vừa oán trách thấy vẻ sợ hãi và bực bõ của tôi. Gã trai cười cười. Cô sợ cá hay sao vậy? Tôi không nói gì, quay mặt vào bếp cởi than ủ niêu cơm đất. Gã trai mang con cá ra khỏi lều. Lúi húi làm một lúc thì mang vào một đùm cá tươi, đã sắt khúc gói trong cây lá chuối. Gã ướp muối, tiêu và xả bầm, rồi nổi lửa và nướng cá. Một lúc sau mùi cá nướng sặc sụa cả căn lều. Tôi bỗng thấy hoa mắt chóng mặt. Tôi ngược chạy ra sân, rồi nôn thốc nôn tháo. Trời đất trao đảo. Mặt trời chói chang hay là vì điều gì khiến tim tôi thất lại từng cơn? Gã trai hốt hoảng chạy ra. Cô sao vậy? Tại sao lại? Tôi nhìn gã bằng đôi mắt oán trách tôi cũng không hiểu vì sao lại oán trách tôi chỉ trơ trọi tấm thân thực thể của mình ngay cả tấm lưới ngay cả mảnh vải che chở tấm thân thực thể của mình cũng là được người ban tặng tôi lắc đầu như muốn xưa đi cảm giác ớn lạnh và cố gắng không oán trách người ấy bữa cơm hôm ấy chúng tôi chỉ dùng rau và nước tương gã trai im lặng suốt bữa ăn Tôi cũng im lặng. Nhưng vẻ ân cần của gã, tôi đều có thể cảm nhận được. Tim tôi dần bình lặng. Có lẽ chỉ có thể là sự im lặng mới đo đếm được thời khắc kỳ ảo ấy. Không gian tỉ theo cảm nhận của bản thân cứ nở rộng ra xa tít tắp tận chân trời. Cảnh sắc trong cái khoảng không gian rộng mở ấy luôn là hình ảnh dòng sông và cái tròi lá nhỏ. Là ngôi làng thưa thớt lùi sâu vào bên trong, có dòng sông chảy như giải lụa, bắt ngang bến bãi, hay bến bãi, nhờ có sông mà được tạo nên. Nhưng một chứng lý quan trọng hơn là chủ thể là niềm tin, là quá khứ, là hiện tại và cả tương lai, đơn sơ mộc mạc, gần gũi mà khó hiểu, chỉ là một cái chấm nhỏ nhưng lại bao trùm cái chấm đơn sơ ấy đang ngồi khoanh chân trước mặt tôi tôi cảm thấy ân hận vì sự thiếu mẫn tuệ của mình tự nhủ từ nay tôi sẽ tập ăn hết tất cả những gì thuộc về thức ăn mà trời đất ban cho con người tôi đã làm phiền đã chấp trước tôi chưa làm được gì để có thể chứng tỏ sự hàm ơn với người đã cứu sống mình Tôi cũng chợt nhận ra, ngay cả tôi cũng đã làm nên cảnh sắc của bến bãi này. Chiều hôm đó, khi gã trai đã xuống bến, tôi chạy ra vườn lục tìm bằng được chỗ cá mà gã đã cất đâu đó. Tôi xấy tung những ụ cát, soi tìm ở những loài cây, búi cây lốp suốt mọc bên những luống rau. Cuối cùng thì cũng tìm được gói cá mà gã vùi xuống ở một cái rãnh ruộng rau tôi mang ra chung nước ngoài sân. Rửa sạch cát và máu cá bị nướng cháy, dính đầy trên những khúc cá. Tôi vừa làm vừa cố không nghĩ đến những điều chấp trước. Những gì mà tổ tiên loài cá có thể oán hận. Tôi nghĩ đến vẻ lúng túng hiền lành của người đã cứu tôi. Nếu cá kho đã vừa khô róc, tôi gửi than cho nóng. Phát hiện ra, trong lúc mải làm, tôi đã thiền tâm và vượt qua được nỗi ghê sợ cả mùi chết chóc mà ban trưa tôi đã không thể nào kiềm chế nổi sự ghê sợ bữa cơm tối hôm đấy khi tôi dọn ra gã trai không kiềm chế được sự ngạc nhiên sau cùng thì gã thốt lên cô thật là khéo cô cũng rất giỏi chịu đựng tôi cảm ơn cô nhé tôi mỉm cười hình như gã còn ngạc nhiên hơn khi lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của tôi, gã nhìn ra phía sông lầm bầm điều gì đó mà tôi không nghe thấy, hình như nhà thuyền chài họ có cách thức giao tiếp với thần sông, ngôn ngữ của họ người ngoài không thể hiểu được, nhưng nếu tôi nghe rõ, có thể tôi sẽ hiểu được hết gã nói gì. lúc sau lưới sông quay lại nhìn tôi, đôi mắt của chàng nhìn tôi chăm chú đến nỗi lần đầu tiên từ khi được vào sống trong chiếc lều cỏ này. Tôi cảm thấy dường như tôi đã nhìn thấu ánh mắt đó. Tôi đã được diện kiến, đã giao hòa. Một thời khắc tương giao ấy đã khiến cho bước chân tôi luôn rợn bước trên những chặng đường kỳ diệu của cõi sống. Trong đêm, tôi nghe tiếng của lưới sông hòa với tiếng sóng rì rào. Có thể nghe được tiếng sóng phải chăng là gió đã đưa những thanh âm rì rào đó đến bên tôi cô ấy là ai càng ngày ta càng nhận ra cô ấy là ai còn ta là ai càng ngày ta càng không nhận ra ta là ai trí tuệ của tôi khiến cho tôi hiểu một điều khi con người sống bình dị trong một màng bọc và giai tầng bình dị khi trí tuệ chưa mở mang con người bình dị vô vàn khi trí tuệ mở mang không còn màng bọc bình dị khi màng bọc bình dị đã bị phá vỡ hành vi và suy nghĩ của con người khi ấy thật phức tạp và khó khăn làm sao vậy tại sao con người ta vẫn luôn có khát vọng mở mang trí tuệ khát vọng đó liệu phải chăng là mạch nối tinh thần là nguồn năng lượng dưỡng sinh của cõi sống con người tôi đã sống được nhiều ngày bình lặng trong lều cỏ bên sông chúng tôi thường ăn tối trong ánh đèn được thắp bằng mỡ của các loài thủy phù mà lưới sông thu lượm được dưới đáy nước chúng tôi vẫn giữ phép chủ khách không dám mạo phạm những gì thuộc thế giới riêng biệt mỗi người tôi sống khép kín như một cái bóng ngay cả biểu lộ cảm xúc tôi cũng phải kìm nén lại ngày ngày thủy mạc đến rủ tôi ra biến sông để dọn dẹp đất cát và phụ giúp cho anh trai cô việc đón khách chúng tôi trồng thêm được mấy loại rau và điều rất vui là chúng tôi đã hái được cả rau đem bán cho khách qua sông số tiền ban đầu thủy mạc sang chợ bên kia sông mua cho tôi mấy bộ áo váy mới tôi rất vui vì điều này nhưng tấm lưới bọc thân thể tôi vẫn không sao gỡ ra được có nhiều vị khách bắt đầu tò mò nhìn tôi mặc dù tôi thường lấy mảnh vải làm khăn để che kín gương mặt mình có bà hỏi thủy mạc dâu mới vớt đâu về vậy thủy mạc khi thì cười trêu lại khách dăm ba câu có khi lại nói sẵn với những kẻ tò mò chúng tôi cùng vớt được chị ấy dưới sông lên đấy mọi người trầm trồ nàng ấy đẹp quá cứ như nàng tiên cứ nhìn dáng người thì biết che kín mặt rồi chỉ còn đôi mắt sao biết đẹp nhân gian méo tròn ra sao sống gần này tuổi rồi lẽ nào không nhìn ra người qua kể lại một thời gian ngắn thì dân quanh vùng quen với sự có mặt của tôi trên bến sông này riêng lưới sông vẫn cứ im lặng nhẫn nại đưa khách qua sông khi vắng khách chàng tranh thủ chèo thuyền ra góc sông rộng và sâu tung lưới chờ đợi những con cá bơi theo đàn và rồi mắc vào tấm lưới định mệnh thủy mạc may hai cái khăn che mặt đưa cho tôi một chiếc cô dặn đi dặn lại hãy chịu khó đeo cái này vào nó sẽ giúp chị yên ổn tôi lo lắng hỏi vì sao vậy thủy mạc không nhìn tôi nói một câu bâng quơ chị đẹp quá em muốn chị ở lại bến sông này tôi quấn cái khăn che mặt theo lời thủy mặc dặn dù sao tôi cũng không muốn mình bị người ta nhỏ ngó các bạn vừa nghe xong phần 8 câu chuyện của nàng thê chuyện dài của nhà văn võ thị xuân hà mời các bạn đón nghe phần tiếp theo cảm ơn các bạn đã lắng nghe